Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, ví dụ như là trong trường hợp mà học viên đang học nails mà muốn học thêm facial hay là học thêm tóc thì có được hay không ạ? Đúng, được Và chứ. cái cách thức như thế nào? Và mình lúc nào mình cũng ở đây tại trường lúc nào cũng rất là khuyến khích học sinh. Dạ vâng. Thí dụ không phải là mình học nail nhưng mà mình cũng nên mở mang, giống như là mình muốn học thêm, mình Dạ biết vâng. thêm, nhất là thí dụ đi Lina cũng có kinh nghiệm về Dạ ngành vâng, nail. dạ Khi vâng. mình làm nail liên quan tới ngành nail thì mình cái gì mình có thể hỗ trợ đối với một người hành nghề nail, thì cái giúp đỡ lớn nhất đối với một người làm nail á, là cái bằng facial. Tại vì khi mà Dạ mình vâng. làm nail thường thường nó Đi có đi liên kèm liên quan theo. kèm Dạ vâng, theo kèm là theo cái những cái dịch vụ khác waxing, hả? dịch vụ Dạ khác, vâng, đúng nhất ạ. là waxing Dạ đúng rồi ạ. đó. Dạ vâng. Thì khi mà trường lúc nào cũng khuyến khích học sinh nên lấy kèm theo những cái bằng khác. Dạ vâng. Và trong cái đó thì thí dụ khi mà bạn muốn học thêm Dạ vâng. thì có hai cái lợi. Thứ nhất Dạ. là học phí nó sẽ thấp hơn, và Ồ, thứ dạ vâng. hai là cái giờ giấc của bạn học vẫn thấp hơn nếu mà bạn không À. có cái bằng. Thì bạn có bằng nail đi và bạn muốn học thêm phần facial, thì bằng facial nếu mà bạn không có bằng nail thì nó quy định là 600 giờ. Dạ vâng. Còn nếu mà bạn đã có bằng nail rồi Dạ thì vâng. chỉ cần học 400 giờ Ồ, vậy hả? đó. Thì và À, học dạ vâng. phí, thí dụ học phí thì không có bằng nail thì học phí là sẽ 2.500, còn bây giờ bạn có học nail rồi thì cái học phí nó sẽ là 2.100. Theo Đúng rồi, thì được discount đúng với không discount, đúng rồi, anh? tại Dạ. vì mình Dạ. cái học phí mình cái giờ học mình học ít hơn Dạ vâng. thì dĩ nhiên là cái học phí nó cũng sẽ ít hơn À, đó. như vậy thì sẽ rất là có quyền lợi hơn cho những người học viên nào muốn hoặc là có ý định mà học thêm, học nâng cao thêm hoặc học thêm những cái ngành nghề khác ở trong Đúng trường, thì đây cũng là một quyền lợi cho học viên phải không anh? đúng Dạ vâng. đúng dạ đúng, Dạ. cái đó là rất là Dạ. một cái điều cái hữu dụng. Dạ vâng. À, và trong trường hợp mà nếu như đã có giống như anh cũng có nói về phần này rồi, có bằng nail rồi và nếu như muốn học thêm đó thì cái lệ phí cũng như là cái thời gian nó sẽ giảm xuống này. Và trong trường hợp mà nếu như một cái người này đã có cái bằng thẩm mỹ ở một tiểu bang khác ạ. À, và họ lại muốn qua Cali làm việc thì cái cách thức phải làm như thế nào ạ? Cái này cũng là tùy theo tiểu bang. Dạ. Có thí dụ tất cả đa số mỗi tiểu bang đều có thể chuyển tiếp những cái giờ học của mình hay là chuyển tiếp cái bằng của mình. Dạ vâng. Nên cái bằng người ta Bên chỉ đó đóng không cần phí, thi luôn hả không anh? cần thi, người ta chỉ Ồ. đóng phí và lấy được cái bằng. Thì California không có chấp nhận. Dạ Thì vâng. mỗi tiểu bang nó có một cái luật lệ khác nhau. Dạ. Và khi mình thí dụ mình muốn đổi bằng từ Dạ. một cái tiểu bang Washington, Đổi thí bằng. dụ đổi bằng từ Washington qua California, Dạ thì vâng. mình nộp cái đơn nó gọi là reciprocity đó. Trong Dạ. đó thì mình có đóng phí đổi bằng, Dạ. và trong cái kèm theo cái đóng phí đổi bằng thì tiểu bang yêu cầu tiểu bang thí dụ bạn từ Washington đổi qua Cali thì tiểu bang Washington phải gửi giấy chứng nhận từ tiểu bang Washington directly qua tiểu bang California, bên bên State Board của California. Dạ Nó vâng. không thể nào qua trường hay qua qua cá nhân của mỗi học sinh ha, một cái người hành nghề nó phải chuyển tiếp từ tiểu bang qua tiểu bang. Đó là cái official, giống như là nói là official request Dạ. đó. Đó thì nó chấp nhận rồi, từ đó nó mới duyệt những cái hồ sơ. Dạ vâng. Mỗi hồ sơ nó duyệt theo quy định của mỗi hồ sơ là bạn có đủ tiêu chuẩn hay không, cái Dạ vâng. giờ cái bằng của bạn, cái giờ học ở bên Washington có đủ hay không, và cái À, quy định họ cái sẽ giờ có xét đủ hay lại. không Dạ đó, vâng. rồi compare với tiểu bang của Cali mình, Dạ. rồi từ đó người ta mới duyệt. Mà đa số tất cả tiểu bang đều có quyền đổi bằng À, dạ qua vâng. California. Dạ vâng. Đa Và số. đa số phải không ạ? Dạ vâng, thế khi mà anh nói là đa số vậy thì có tiểu bang nào mà khi mà mình qua Cali mà mình không cần phải đổi bằng không anh? Tức là họ họ chấp nhận mình có thể đi tất cả các tiểu bang Mình các không, tiểu bang cái khác đó mà mình mình không gọi cần giống phải như đổi mình bằng. gọi là cái bằng chung của tất cả tiểu Bằng bang là chung không đó. có, tại Dạ vì vâng. mỗi tiểu bang có một cái quy định khác nhau và Dạ vâng. mỗi cái có một cái luật lệ khác nhau. Dạ. Bạn hành nghề ở Cali thì nhiên bạn phải hiểu biết và giống như là hiểu những cái luật lệ về hành nghề tại Cali. Dạ Thì nhiên khi vâng. mà
để hiểu biết thì dĩ nhiên mình phải qua cái gọi là licensing với examination đó, thì là cái đó mình bắt buộc mình đi tiểu bang nào mình phải có cái license hành nghề của tiểu bang đó. Dạ vâng. Và cái lệ phí mà để đổi bằng á, rồi mình có phải thi lại không ạ? Đối với tiểu bang của California Dạ vâng. thì tùy theo cái hồ sơ, mỗi hồ sơ duyệt, nhưng mà đa số thì không cần thi lại. Mình giống như mới đây mình mới hỗ trợ một học sinh đổi bằng từ Washington qua California. Dạ vâng. Đó, bạn đã có bằng từ Washington, mình hỗ trợ, mình đóng phí cho học sinh, Dạ. và mình nạp những cái gì cần thiết Dạ vâng. của tiểu bang California yêu cầu, đó rồi, và học sinh bạn đó đã được tiểu bang Cali chấp nhận và gửi giấy về cho bạn và nói là bạn chỉ cần lên chụp hình và lấy cái bằng mới, cũng giống Không như cần phải là thi không cần lại. thi lại, Dạ. cũng giống như là mình cũng có, ngoại trừ đó là cũng có một cái bạn từ New York Dạ. đó, và của và cũng có Virginia, West Virginia, Dạ vâng. đó là ba trường hợp mình đã giúp hỗ trợ và đổi bằng không Dạ. cần thi lại, Thế vậy là tùy theo tiểu bang phải không ạ? tùy theo tiểu Tùy bang. theo cái yêu cầu của tiểu bang và Đúng Cali rồi, sẽ xét duyệt là coi là có phải thi lại hay không. đúng đúng Dạ, và có phải đúng, chính học xác, thêm giờ hay không phải không đúng ạ? chính xác. Và cái lệ phí để đổi bằng là bao nhiêu anh? Đa số đổi bằng là 50 đô, Dạ vâng. 50 đô đổi bằng là 50 đô. Cái đó là mình đóng cho tiểu bang California, Dạ. rồi trong đó mình có tùy theo mỗi tiểu bang nó có, nó gọi là cái official request, thì thí dụ mình đổi từ Washington qua California thì cái mình phải cần nộp cái đơn lên Washington, yêu cầu Washington gửi cái chứng chỉ từ Washington qua California, thì tiểu bang của Washington có thể chạc 15 đồng, 35 Dạ. đồng tùy theo cái quy định của mỗi tiểu bang Dạ vâng. đó. Dạ. Và Lina cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Thực tế là Lina cũng làm ở trong ngành thẩm mỹ cũng đã lâu, nhưng mà có rất là nhiều những cái thông tin mà ngày hôm nay Lina cũng được học hỏi, cũng biết thêm từ anh Trung. Lina cũng một lần nữa cảm ơn anh Trung đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin muốn hỏi anh Trung đó là những cái thông tin để có thể là liên lạc với trường AAA qua số phone hay là qua một cái website nào không ạ? Rồi. Thì thật sự là Trung cũng đại diện cho trường Triple Beauty College. Cảm ơn Dạ vâng. Lina, cảm Dạ. ơn đài VNTV và cảm ơn cộng đồng Việt Nam San Diego, của mình, cộng đồng Việt Nam mình tại San Diego và khán thính giả của đài VNTV. Đó. Thì trường mình có website đó là aaabeautycollege.com. Dạ. Đó. Còn nếu mà trực tiếp á, thì Dạ. học sinh có thể liên lạc qua điện thoại của trường, đó Dạ. là 858 737 4858 Dạ đó. vâng. Còn nếu mà có khả năng thì bạn có thể lên tại trường Dạ vâng. đó, là trường mình rất là ở trung tâm, Dạ. từ Bắc Nam của Cali đều được, mình Vâng. của San Diego đều đến được hết, tại mình ở Claremont Mesa Dạ vâng. đó, thì rất là tiện lợi cho những người ở Bắc của San Diego và Dạ. cũng là rất tiện lợi cho những người Nam của San Diego. Dạ Đó vâng. là địa chỉ của mình là 4737 4774 Claremont Mesa Boulevard đó, San Diego 92117 Dạ vâng. Một lần nữa thì Lina xin cảm ơn anh Trung Phan và xin chúc anh cũng như là trường thẩm mỹ AAA Beauty College có thêm nhiều học viên và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Chung cũng rất là cảm ơn Lina, cảm ơn đài VNTV đã cho mình cơ hội chia sẻ những cái gì mình hiểu biết về ngành thẩm mỹ với cộng đồng Việt Nam của mình tại Senegal. Cũng rất là cảm ơn Lina. Đó, cảm ơn tất cả khán thính giả đài VNTV. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi thông tin về info@vietnewstv.com. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.